À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Châu Chấu Vua Tiên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các nữ chiến binh Amazon để đi thống nhất nước Pháp ở trong chiến dịch Helena ở Sivo. Và hôm nay thì mở đầu bằng một cái trận đánh, nói chung là tập trước mình cố tình mình không đánh để mình muộn rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ phải đánh một trận với bọn này thì nó toàn đính chất thế này là mình biết mình ăn không. Kinh à? Vua của nó luôn cả. Lính bộ binh, lính thủ thành của mình thì coi như phế rồi. Sao cả, ăn được hết. Tầm này đông hơn mình cũng phải đập. Nó nuôi cả chó. Kiếm đi speed, ngựa của nó thì không mạnh. Bọn này nó có chariot mạnh, ngựa mạnh. Rồi. Tại sao mình cứ phải thủ ở cái làng này nhỉ? Mình chưa cải tạo được. Thuộc cái làng này như lòng bàn tay rồi. Hy vọng chúng nó đánh vào từ một phía đi. Nó cứ chơi bẩn, nó tiến từ hai phía mình. Để đề phòng thì có lẽ cứ cho hai đạo quân đứng phòng thủ đằng sau này. Bọn này nó bựa lắm, nó đánh. Đó, mình đã trở tay không kịp. Cái làng có cái cây chơi trụi cả, cái làng có một cái cây chả có lá gì. Ế, chúng ta có thể lăn cái này được mà. Ơ nhở, tại sao nãy mình không chơi nhở? Lăn phát là chúng nó cũng chết khối đấy. Hàng rào thì cứ một hai ba bốn chống kỵ binh sốc thẳng này, kỵ binh lao vào đây là nó bị chậm tốc độ lại này. Từ đến đây đi. Rồi, nào, vào đi các cưng. Rồi, sao chúng ta không thể sống yên ổn? Enemy reinforcements approaching. Ôi chết rồi. Ok, nó tấn công từ hướng này á. Hướng này thì nó sẽ vào đâu nhỉ? Chưa hiểu, nó tấn công từ hướng đấy thì nó sẽ vòng vào đâu nhỉ? Để mình còn biết đường phòng thủ ấy. Quan trọng là nó di chuyển ra đâu. Nếu nó di chuyển ra đây thì tốt. Nó mà di chuyển ra hướng này thì mình toi. Ôi bọn ngựa này của nó làm mồi cho lính cung tên của mình thôi. À?
đùa với đội hình pha lăng. Thôi chết rồi, nó đi ra hướng này. Đi đâu không? The enemy general is dead. Rồi, the enemy is dead rồi. The enemy is dead rồi. Anyway. Nó còn nuôi cả chó mà. Nó đây này. Bên mình đâu rồi đây. Chưa biết bộ binh nó vào từ hướng nào. Thành ní luôn. Ôi trời ơi, chạy vào hàng rào. Mấy thằng nuôi chó này. Scott Strider. Kiếm này nó lên xem. Đám bộ binh của nó bây giờ mới đang vào. Ngoài đội hình pha lăng mình rắn thế. Bộ binh của nó bây giờ đang vào. Bộ binh ra ngoài này nhá, chuẩn bị móc lốp. Mấy thằng Ballista này, di ra đây kìa. Bật cái này lên cho tôi nhé. Đừng bắn. Đừng cứ tên nó vào kìa. Đặt xe cầu vui lên đã.
rồi. Bạn ơi, có vẻ là nó không tấn công vào ví dụ. Bắn bọn này này, dễ trúng được bọn đằng sau. Nào, bắn bọn này đi. Binh rồi. Ui, thương vong nặng. Bọn này là bọn đội hình ba lăng nó thử rắn rồi. Nó đông quá, trời ơi. Thấm đấy. Trời đã đợi cung tên rồi. Đợi cung tên bắn, đứng ra đây bắn. One of our units has used all its ammunition. Có một vài xe bắn đá hết tên này. Bắn thẳng sườn nó cho anh. One of our units has used all its ammunition. Rồi, tên đang bắn thẳng vào đây như này. Cố gắng bộ pha lằng tôi. One of our units has used all its ammunition. Như thế mà không lại. Cái binh chạy ra đây đi. Phía bên này khó tấn công quá. Ồ, nó đông quá.
tiến xuống đây. Đang tính là làm gì? Đang tính là làm gì này? Pha lăng của ta thương nặng quá. Rồi, chúng ta. Our general is under attack. Rồi, đánh hết Kulu này. One of our units has used all its ammunition. Ôi ôi, xe bắn đá bắn kiểu này, chết, 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 chết. Chết! One of our units has used all its ammunition. Rồi xong rồi ngay. Ngay lúc này. Đội kỵ binh rồi. Lao thẳng mặt. Units has used all its ammunition. Theo rút lúc à? Kinh nhỉ? Tinh thần chiến đấu của chúng ta vẫn rất kỳ cao. Màu đỏ hết rồi. Đúng kiếm rồi. Bằng mọi giá là phải bước tinh thần của binh sĩ lên. Bọn thì nó toàn chosen người. Châu sừng thôi anh em ạ. The enemy general is dead. Hay quá. It's dead thì nó chưa thấy gì à? It's dead thì mà quân nó vẫn khỏe thế. Our units has used all its ammunition. Kỵ binh phải xông vào cận chiến như này là hơi hiếm đấy. Cái này quân của nó tàn rồi. One of our units has used all its ammunition. Amazonian warriors. Thương nặng nhỉ? Không thương nặng với lại đánh như thế.
Khi có xe tàu hưu này thì được. Không sợ. Nhấp nháy rồi, nhấp nháy rồi. The battle is turning in our favor. Truy sát. Giết hết, không để thằng nào sống sót. Trận này nếu mình kết thúc ngay là được Heroic chủ yếu là chắc. Or ships can be set to one of several fixed group formations. Select a formation from the options presented to you. Move your mouse over each one to see what it does. Mày tàn sát hết cho nó cho anh. Yo. Một thằng, ôi. Sao có ấy? Vâng, vẫn là Heroic Victory thôi mà. Ôi. Chúng nó quân đông hơn, thậm chí là gấp đôi luôn. Quân của mình còn bị thương ấy chứ. Cái đội hình pha lăng của mình phải nói là phòng thủ đến người lính cuối cùng luôn. Tăng tiếp vào giáp. Đấy, cái này thì tăng đam, còn bọn kia tăng giáp. Rồi, rồi. Thương vong nặng nề. Không sao. Vì kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ em ơi. Chỉ 62% khả năng di chuyển. Rồi ôi, mây nó bay gì mà kinh thế. Vấn đề là cái vùng này. Có hai quân đoàn thủ đây là được rồi. Cần có thêm một quân đoàn ở phương Nam nữa đúng không? Phòng tuyến của mình ở đây. Bọn anh hút về đảo anh, hút về nhà cho mày đây. Đánh auto chúng ta hay gặp vấn đề là
bị trừ nhiều điểm lắm, chết nhiều quân lắm. Chứng tỏ là chúng ta có thể lên được đội lính cuối mà đang to phết đấy. Chọn cái hướng nào mà nó kể ra cũng chả cần đi kiếm đâu nhỉ. Ngày nào thì chúng nó áp sát nhau rồi. Chúng ta có lính chung yểm trợ này, chơi nguyên lính này cũng được. Bọn kiếm này đang nó to hơn, bọn này giáp rất là khỏe. Nói chung là lính pha lăng thì độ lì của nó cao hơn. À, đội này nó có cung tên rất mạnh. Chiến dịch này khó từ đầu đến cuối. Mày cắm trại trên đất của anh, cho mấy con Light Horse ẩn dọa anh. Chết cơ số luôn. Chúng mày cứ kể chân mặc quần đùi đi nhá nhau này. Chưa ra khỏi nhà đã chết. We have discovered the enemy's hidden units. À, 140 này, nó we have discovered the enemy's hidden units. Cái kiếm nó có phi lùm nữa. Cái kiếm nó có một cái lợi thế hơn là nó có phi lùm. À gì? We hunger for blood gì? And battle. Get! Get! Amazonian warriors! Charge! Amazons! Warriors, move out! À gì đây? Đa kỵ binh của nó thì làm sao mà ăn nổi. Spear Brother, từ từ. Spear Brother. One of our units has used all its ammunition. Spear Brother. Battle is turning in our favor. Speed Brother thì chúng ta không thể đánh cho vào đánh được. Để cho lính của chúng ta ra đánh ngựa. Ngựa mà xông vào lính Speed là chết đấy. Đó cờ hết rồi. Ballista! Amazon! We'll kill them. One of
our units has used all its ammunition. Ballista! Battle ready and eager! Amazonian warriors! Đánh tan hoang đội hình nó luôn. Cái này cái cấp 6 đấy, đùa. Thả nào mạnh phết. Thương vong nhẹ nhỉ? Đánh luôn vào đây sao? Nhưng mà vùng đấy nó không phải vùng nhiệm vụ của mình. Mà mình tiến thế thì cao quá, trong khi các cánh quân khác thì chưa tiến lên tới đây. Từ từ đã, cho trinh sát đi dò đường ấy. Thằng này nó làm gì cho quân sang nhà mình đứng hai quân đoàn này. Tình hình phải xem nói chuyện với thằng này một tí thôi. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. Nó tự chiến với mình bây giờ đấy. Năm lượt nữa mình có thể tuyển được cái đội đấy siêu xịn thế à? Một lượt nữa, áp giáp cho toàn quân. Không ngờ đến cuối mình cũng giàu phết đấy chứ. Lần sau quân mình nó sẽ còn mạnh nữa, bởi vì lúc đấy nó được búp giáp lên nữa. À, bọn này rút về nước rồi. Ừ, mấy thằng này rút về nước rồi. Phá hoại đâu ấy. Có một cuộc nổi loạn. Mùa đông băng giá nó. Thời tiết này xấu quá. Giáp vàng không biết đủ tiền không nhỉ? Đủ tiền cho quân lên hết giáp vàng không? Úi dồi ôi. Giáp 154 kìa. À, hết tiền rồi. Hết tiền, hết tiền. Hết tiền để up. Kinh, giáp 154. Bọn này đam to. Nhưng bọn này phòng thủ tốt. Lại phải chờ thôi.
cộng 5 melee attack khi đánh nhau loạn dợ. Hết tiền luôn. Sợ nhỉ? Áp phát hết tiền luôn. Quân đoàn của em Fresh còn chưa được up cái đâu nhé. Empress. Có một cái khiên này. Bọn này có khiên hết rồi. Quân đoàn của nữ hoàng. Nó kiếm rồi. Được. Kiếm. Lại một cái nữa. À, tăng giáp này. Thế thì cái này tăng kiếm này. Ở cho quân đoàn của nữ hoàng mạnh nhất luôn. Một cái tăng kiếm, một cái tăng giáp luôn. Đã đến mùa đông rồi, lại là cái mùa không đánh nhau rồi. Melee attack cho tất cả các tướng cầm speed. Cứ cho vào cái khiên cho nó khỏe. Trời, đủ tiền để up nốt giáp khiên cho lý. À, đánh kìa. Được. Được. Sao nó có một quân đoàn mà nó dám xông vào đánh nhỉ? Mùa đông này chúng ta lên phòng thủ thôi. Di chuyển mất quân lắm. Tầm các chú anh không sợ. Đội kiếm thì nó lại lén được phi lum, nó cũng có cái lợi của nó chứ. Tất nhiên là không bằng pha lăng. Pha lăng, ôi dồi, đánh như trời tuyết rơi à. À. Chứ nó định đi vào từ đâu? Vào từ đâu thì cũng phải qua đội hình pha lăng.
Nó chỉ tiến vào từ hai hướng này là mấy hướng này thôi. Làm gì chuyện nó đi vòng ra đằng sau lưng rồi nó quay vào. Có cả lính cung ở thủ thành này. Battle group awaiting orders. Ready for orders. We'll kill them all. Grouped and ready. Missile armed warriors. Battle ready and eager. Amazonian archers. Thế là được. Deadly missiles from Amazonian archers. Your command. Field artillery, yours to command. Ballista! Fire! Burn the wretches! Field artillery awaiting orders. Làm cái bờ rào phát đã. Làm bờ rào xa xa tí. Tầm này kỵ binh xông vào chết ăn đòn. Chơi đây. Nhưng xếp đội hình chết mệt. Đội nữ chiến binh của chúng ta giáp toàn thân áo choàng ở trước. Tiến lên đây, sương mù. Ôi ôi, ngựa kìa. Tên nó lại bắn có thể nhí. Ô kìa, mấy thằng xe bắn đá bựa bắn vào đây, bắn sập cả nhà của mình. We have discovered the enemy's hidden units.
Úi dồi ôi. Hàng rào, hàng rào bãi đinh. Amazonian archers, warriors, move out! Run, curse you! By your command, we await your command. Advance at speed! Mưa tên dọn vào đầu. Đợi cái binh của mình rồi. Cái bị tên nó rộn vào đầu rồi. Tên Amazonian warrior. The battle is turning in our favor. Tên rộn vào đây thôi. Nó bị tên bắn vào đầu này nó. The enemy general is dead. Mưa tên vội vào đầu. Mất nháy hết rồi. Nó bị tên rộn vào đầu nhiều rồi, không sống được. Ôi không được. Có cái hết tường rào này. Tưởng các chú thế nào. Chết luôn. Không thằng nào né được vậy. Thời tiết xấu quá. Empress của mình đi rồi. Giáp 154. Đúng chuẩn đi. Một cái đang kiếm, một cái đang giáp rồi, đúng rồi. Sao 95 được kìa. Tướng nó lên 95. Này cần quá thì phải lên 20 nhỉ. Lên 20 thì mạnh quá nhỉ. Hai lượt nữa.
À, lên móng vàng. Lên móng vàng. À, ừ, con ngựa này còn phải lên móng vàng đúng không? Chạy sẽ nhanh hơn. Không di chuyển được. Tuyết rơi nặng quá. Hướng bên này có thể có quân không? February rồi, có nghĩa là tháng sau là tháng 4 thì sẽ hết tuyết thôi. Chưa hết được. Tình hình bố phòng của địch thế nào đã? Đúng là lúc thời tiết xấu, không mình có thể phát động tấn công ngay tiếp được. Lượt sau chúng ta sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa. Vào đây mà ăn. Ngon thì vào đây mà ăn. Vẫn chưa hết mùa đông. Chết với một champion. Tăng tra bonus, cái này nó mắc lên thì nó sẽ tăng tra bonus rồi. Tăng 30%, hiện tại của chúng ta 10%, 20%, 30%. Thank you.
mua từ lính rẻ đến. Cái lính này thì ngon hơn nhưng mà giáp yếu hơn, đam to hơn. Chút chiến tranh thì chúng ta cần phải có những thằng nó lì một tí. Ôi mình được hỗ trợ làm upkeep nhiều phết đấy. Lượt sau tiếp tục thành lập một quân đoàn nữa ở đây, cho nó lên trên này, mua 4 con ngựa là xong. Bọn này cơ bản của nó đã 85-95 giáp này. Tấn công phòng thủ vận chiến của nó cao rồi, chờ mùa đông qua đi. Thế nhưng nó chạy vào vèo qua nhà mình thì chẳng có lại nhỉ. Vẫn mùa đông. Tuyết rơi dày quá. Spy chúng nó đông ghê nhỉ. Không có quân. Được. Để xem mấy thằng Sugo nó làm trò gì. Rồi. Vậy là mùa xuân đã đến. Ủa, nó tập trung vào đây nó phá cái nhà này của mình à? Cả này chắc là không có quân. Làm cái hạm đội tấn công phát cho nó rực rỡ. Mày dám cắm đại trại trước cửa nhà anh à? Hả? Ý mày có nhiều châu sần mà anh sợ. À nó có cả đội chariot kìa kìa.
Chariot ở cái bản này nó phế. Nó không được như Attila Warhammer. Warhammer ra Chariot rất là phổ báo, nhưng mà bản này Chariot không có nhiều hữu dụng lắm. Đánh nhau với kỵ binh thì không ăn thua. Mà đốn lính thì lại hay bị kẹt. Missile armed riders, battle group awaiting your word. Ôi bọn này giáp trâu thế. Giáp 122 á, kỵ binh gì mà giáp bọc kinh này. Giáp 148. Mà đây là bọn này nó thiên về cung thủ ấy nhá, không phải là thiên về vũ binh. Bắn tụi này thấm lắm. Đây, sát chết đây nha. Discovered the enemy's hidden units. Kéo lui lại. Giải quyết nó cho anh. Ready for battle. One of our units has used all its ammunition. Amazonian archers. Field artillery. Double time. Missile warriors.
xong rồi. Sốc cho nó mới phát này. One of our units has used all its ammunition. We hunger for blood and battle. Giáp bọn này nó trâu rồi. Solo bộ binh luôn. Kỵ binh nó đứng solo bộ binh luôn. Đứng solo bộ binh luôn. Giáp cao như thế này thì đánh thế quái rồi. The battle is turning in our favor. Xông thẳng địa hình đi tiến. Ready! We'll kill them all. Rồi kêu kêu kêu. Nhưng mà các chị kêu nghe chói tai quá. We'll kill them all. Kêu chui vào nhà. Tướng bữa nhân bỏ chạy. Lính kiếm thì nó có testudo, cái này nó có phi lum. Hồi quân đã không nên mạo hiểm. Được thêm một quân đoàn rồi. Hết tiền. Chúng ta hết tiền rồi. Quân đoàn này được nhiệm vụ xuống phía nam. Empress chúng ta đây à? Để sau là như đây. Được. Ôi chết rồi. Thế thì phải chia lực lượng nó ra. Nó sẽ phải đánh vào thành này trước, còn trong kia nó chỉ có một đạo kia thì nó sẽ khó ăn được hơn.
quân đoàn này hổ báo lắm. Cần nó cái đó lắm. Cái này đi. Cái này nó sẽ tăng phòng thủ cận chiến này. Mình chơi vứt vào xảo quyệt này. Mình chơi vứt vào xảo quyệt quen rồi. Lốt vùng này nữa. Nước Pháp là ta và ta là nước Pháp. Không chạy nhanh hơn được. Nó cũng không có quân. Ngon thì đuổi vào đánh anh. Giảm áp kíp. Ở kia nó mới bắt đầu tạo quân. Nào. Không đánh auto được. Đánh auto rồi chúng ta gặp nguy ấy. Cho ngựa đi lùa mấy thằng cung tên nó cho nó nhanh. Đừng có mưa nhá. May quá. Mùa này thì không có tuyết rơi đâu. Ơ, tại sao mình cho bọn này đến hàng đầu luôn nhỉ? Ta đang rồi. Battle group, await your warriors. Bọn này nó ném được phi lùm này, cho nó ở hai cánh. Thế. Thế có phải hay hơn không nhỉ? Đổi một chút xíu đi nó. Hàng đầu cho nguyên pha lăng nó phòng thủ. Sợ mẹ. Ủa, giáp 154, phòng thủ 137. Chưa mắc đâu. Mình có cái lợi thế ở cái sườn dốc đấy. Biết thế mình lên hẳn đỉnh đồi làm đính nhỉ. Mấy con ngựa rẻ chạy lung tung. Bắn được tướng rồi. The enemy's hidden units. Đội hình mình rắn đinh hơn. Đấy. Amazonian archers!
have discovered the enemy's hidden units. Mấy con ngựa rẻ thích đánh nhau à? Lùi lại cưng. Has used all its ammunition. Mấy con ngựa rẻ dám đánh nhau với kỵ binh của mình. Luôn mấy cái thằng này đi cho nó khỏi nhiễu. Đứng đây. Gặp thằng nào bắn thằng đấy. Turning in our favor. Save us. Ready! Amazonian warriors! Scrappers ready! Ready for battle! Advance at speed! Amazonian warriors! Warriors eager for blood! Thiếu mất dạy chú ở nhà. Tan hết rồi. Không có tướng. Tướng của nó dạo này hèn nhát thế nhỉ? Toàn giúp vào nhà. Xong con ông. Đánh nốt đây nữa là hoàn thành chiến dịch đây sao này. Nhanh thế. Một cái lãnh thổ hơi bị hay đấy.
mình không sử dụng chính trị gia luôn. Từ bọn lý này, bọn speed thì trâu thật. Rồi, có thể nâng cấp tiếp được cái công trình này lên rồi này. Tăng chat bonus cho... giảm phí tuyển quân và tăng morale cho binh sĩ. Cái này thì nó tăng... chat bonus. Thôi chả cần. Để lên được cái đấy thì mất nhiều thời gian lắm. Cái này mạnh rồi. Quay nhà mình à? Vào đây mà ăn. Ơ, xong rồi này, chắc ấn nút qua lượt phát là xong nhỉ? Yeah. Sấy gô này. Nhưng mà kết thúc thế thì đơn giản quá. Chưa đập cho bọn nước Anh một trận thì vẫn cảm thấy có cái gì đó còn. Ôi trời ơi. Đây gì? Quân chủ lực của mày đây gì? Giờ quân của mình cũng bị thương khá. Nói chung là mình không nên để có cái vùng lõm chiến thuật nguy hiểm đấy. Sẽ tiêu diệt luôn mấy thằng đồng binh đồng khói cho lên. Ồ, cái làng này. Mình chẳng biết là chúng nó sẽ đi vào từ hướng nào. Nhưng mà... bên này cần có cung thủ để nó bảo vệ pha lăng. Chấm kỵ binh thì có lẽ nên đặt ở bên này.
hạn chế đối tối đa. Qua cái đứng đây này. Mấy thằng này đứng ở ngoài biển hả? Vào lại hẹo. Ơ, có thuyền to phết đấy. Được, tướng phải đứng trong nhà. Tướng ra ngoài chết bỏ xử. Chỗ kia nó chỉ có mấy thằng tàn quân thì sợ đấy. Enemy reinforcements approaching. Chính xác, nó sẽ vào từ hướng kia. Vị binh của chúng ta đâu, chuẩn bị ra đây luôn. Loop horse. Nó đừng bật test turbo vội. Vị binh nó có lao được vào đâu mà phải bật test turbo. Còn mấy thằng quân ghẻ này thì đánh nhau gì. Bọn này lén phía luôn. Đúng rồi. Hi. Chạy vào rào thì chết luôn. Vào nơi chẳng gần hẹo rồi. Chết 20 con trước khi vào được nơi. Nó vẫn lén phía luôn mà ấm lên. Úi xời. Đủ. Cho mấy con này lên bờ, rồi chết oan. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Mấy thằng kia nó lấy hết cả phi lưu rồi. Cho kỵ binh nó sốc cho nó mới phát. One of our units has used all its ammunition. Cho phát vào lưng, chết luôn. Warriors, eager for blood. Hẹo rồi, bọn này hẹo luôn. Bị quả đạp sau lưng thế này thì sống không sao được. Thế mà nó không hẹo này. The enemy general is dead. Battle ready and eager. Xong. Nào, tiến nhanh xem nào.
đổ bộ đây. Ai già, các bạn ấy đang đổ bộ rất nhanh. Còn tướng này thích chết sao này. Lượt nữa là hẹo. The enemy general is dead. It's dead. Nó còn chưa phá được hàng rào này của mình. Hàng rào ấy và bãi đá này của mình ấy. Chạy nhanh lên đây. Tưởng các chú thế nào. Thế thì thường thôi. Bắn được rồi. Mấy mấy thằng Slinger rồi bắn này. Cả đồng thế có vào được cái nơi không? Amazonian warriors! Warriors, move up! Cái hàng rào của mình khiến chúng nó còn rất khó khăn nữa để vào được. Mấy đội cung nữa. Vào đây cứng. Có lên bật pha năng lên siêu nhỉ.
sao nó lại quay ra hướng này? Phòng thủ à? The enemy general is dead. Là is dead. Ô, mình bắn chết tướng của nó à? Pháo mình bắn chết tướng của nó. One of our units has used all its ammunition. Ballista! Loose! Your orders! Fire on the enemy! À, thế bọn này one of our units has used all its ammunition. Nó hết lính đánh xa rồi. Chúng ta đây phát đã. Để Ubuk và Sacred Women. One of our units has used all its ammunition. Cứ kéo cờ lên, kéo cờ xuống. Tên chết sớm nha. Amazonian Warriors! Amazons! Deus! Ballista! Yes, Commander! Cái đạn này ra đây đi. Bánh nhau đi kinh, lại chạy. Amazonian Warriors! Bắn bọn này này, nó quay lưng lại với mình này. Quay lưng lại bắn mấy đứa thấm. One of our units has used all its ammunition. Oh,
sơn găm cả vào đầu. Nhấp nháy hết rồi. Thế thôi à? Heroic Victory. Ui dồi, chỉ có 1700 quân mà đấu quân nó đông gấp đôi, chết có 170 thằng à. Chết tại chỗ luôn. War. A man's calling is war. À. Not weaklings. À, này, chiến tranh mình luôn này. À rồi. May mà mình chuẩn bị sẵn lực lượng rồi. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Tính trước nước cờ chẳng qua nó đi trước mình một bước thôi. Chúng ta hoàn thành chiến dịch à? Chúng ta phải xem bộ phim. Chúng ta là phe Hellenic nhưng mà nó chỉ cho xem phim này thôi à? Kết thúc cũng nhẹ nhàng. Victory. Cái này nó sẽ tăng tiếp vào phòng thủ. Success rồi. Thế là coi như xong của con ong. Xong con ong à, anh nó chỉ có mỗi cái đảo này thôi thì hổ báo nhỉ. Mình còn chưa phát triển một cái hạm đội nào. Nhưng mà hạm đội của bọn này thấy nó cùi cùi, không có lính mạnh. Có điều là bị một cái thằng chi hầu vớ vẩn nó đốt nhà thế này, thế này cảm thấy lòng tự trọng bị xâm phạm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phải đập nó, đánh bonus thêm thôi. Rồi, nên cho đổi quân như thế này. Sự là mình không muốn chiến tranh với nó, nhưng nó lựa chọn như vậy đấy chứ. Đánh nhau với quân đội của Nữ Hoàng. Bonus thêm cho nó 2 trận nữa. Chạy nhanh nhỉ, ra tận đây kìa. Úi dồi ôi, giáp 154. Toàn lính vừa lui. Empress. Cái này nó sẽ tăng vào đam này. Ơ, à Media Attack để tăng vào mùa round. Tăng đam cho xạ kỵ nhiều hơn. Trừ sức tấn công của kẻ thù ấy. Cái này nó cũng, bên này nó cũng tăng cũng ác chứ nhỉ. Giáp cho Commander.
khá nhiều những kỵ binh. Cộng 12% dự trữ tên. Dragonus, cái này nó cũng được ấy nhá. Mà quen dùng bên này rồi, nó tăng di chuyển. Nếu chúng ta học mắc một cái nhánh thì nó mạnh hơn. Cái này nó sẽ tăng và di chuyển là chủ yếu. Nhưng mà cái nhánh bên dưới này thì nó tăng giáp này. Cái này 8% giáp. Đây cái này 16% là nhiều lắm ấy. Cả map bây giờ là kẻ thù. Welcome, speak. Đức tiêu chiến tranh với mình nhưng cũng chả còn sức để mà đánh. Lén phén chạy ra đây nói ăn phục kích đập cho phát chết kỹ. Lính của nó toàn lính củi. Đừng có mất đơn vị quân nào. Nghe tí đi. Một tháng. Đòi lại lãnh thổ ngay. Mình dứt điểm luôn thằng đấy nhỉ. Dám làm loạn. Cái tội dám làm loạn. Nhưng mình đang lên là cái đội lính nha. Trong morale chắc không cần morale, lính của mình morale khủng. Rồi, nói chung thế cũng ổn rồi. À, mình xin dừng cái chiến dịch của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái chiến dịch này của mình. Nếu các bạn thấy cái chiến dịch này của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn các bạn muốn xem các chiến dịch khác của mình thì các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch lần sau.